Shop thẻ 365.com, nơi bán thẻ điện thoại và thẻ game chiết khấu lên đến 7%. Và ngoài ra các bạn cũng có thể đổi những thẻ cào một cách uy tín và nhanh gọn nhất. Link chi tiết mình để dưới phần mô tả. Giàu dữ vậy? Tại sự kiện á, phải hôm nay là kiểu vui vui lên đưa mấy cái code cho anh em. Đéo sao anh em lại nạp cho tôi. Ừ, đùa thằng Bô là thôi, mày nạp cho anh 1 triệu đi để anh chơi sự kiện. Nó nạp luôn anh em à. Thế bây giờ phải chơi, không chơi nó buồn. Anh em thông cảm đi. Thì nếu mà không có che thì tôi không trúng được đâu. Biết sao tôi chơi sự kiện nhiều thế này không? Tôi đang muốn xây dựng, tôi đang nghiện lại FC Online. Tôi đang muốn xây dựng lại để mà giải ngân hà Real Madrid. Còn đéo trúng mà chơi con mẹ nó đi. Đéo nào trúng được ở đây mà. Thế bỏ Juve á. Anh chơi song song mà. Ui anh không biết nào mà bỏ Juve được, em yên tâm đi. Ý đá chán lắm em ơi. Thích lắm mới đá ý. Bây giờ người ta kiểu ưu tiên những cái thằng thật ra thừa tiền mấy build này build kia chứ. Giờ người ta có tiền người ta đập mấy con quốc dân hết nè. Chứ đâu có ai mà kiểu mua lên tên tinh phí. Man á, không hâm mộ lắm ấy. Tại vì tôi thích, tại vì tôi có Ronaldo thôi đấy. Tôi theo Embo mà tôi thích Manchester United là tại vì có Ronaldo. Giờ không có Ronaldo tôi cũng chả xem. Giờ ông lẽ âm thăm mộ thằng Anthony là mé. Bây giờ đội mà có để mà tôi thích á là đang là AC Milan. Thật. Ủa sao cái thẻ này có mà thẻ này không có? EA Sports in the game. Cái đâu? Ra Garnacho là bú. Ra Garnacho là bú. Trời ơi, cái thẻ này cùi giá mang luôn ấy. Sao sao mà vẫn lấy thẻ này được. Này cái 23BL này ngon không vậy anh em? Vẫn ngon hơn mấy mùa khác đấy. Lấy 98 đi cho nó may mắn nè. Sam 01 luôn nè. Hôm nay là có cảm giác là ngon nha, ngon nha. Đéo, lấy mùa này. Mùa xe cùi lắm. Việt Nam đi dây chiệp. Biết đâu là mở ra Bellingham. Thử đi. Biết đâu được. Bellingham thì sao? Ác non đó. Nào nào nào. Giả mỏ mày bây giờ đó. Tết nhất là trù trù không à. Hư. Giỡn hoài. Ê mấy ông anh em mà mấy ông ăn trên đầu trên cổ quá. Ê. Rồi Alexis Sanchez. Ủa sao có 112 vậy?
Tao đâu vậy? Từ từ nha. Về đi em. Ừ mà C bây giờ cùi lắm, mà C bây giờ ao mấy ta rồi anh em ơi. Ê rồi bé tiết. Rồi rồi. Rồi. Nhạc nhạc nào nó sung sung xíu đi. Đấy rồi. Lewandowski. Sao có 112 vậy? Ui toàn rác cái Lemmy. Nó đéo mở gói này đâu. Cùi lắm. Cùi đi. Ui chết mẹ rồi, hết slot rồi, báo rồi. Mua, mua trả được bao nhiêu đâu mà. Đợi có phôi LN nè, LN phôi nó mới cao được, chứ 120 đập phí lắm. Rồi. Ra thằng Bettino thế nào cũng xui. Hôm nay chắc chắn là xui rồi. Ramos. Thôi nha. Busquets rồi. Rồi giờ vấn đề chính đi. Fuck it. Nào nào nào. Let's fucking go. Lửa ở đây rồi. Rudiger. Con mẹ sao có thể được nhờ. Băng cao à? Ồ ồ. Bò ré. Được cũng được. À. Ui, lỡ lờ. Sadio Mane. Cùi chê. À, Kevin Boateng à. Nhưng mà cùi lắm, 111 đá cái gì. Ê, đập cộng 10 đá cũng được đó nhờ. Anh em nhờ. Chắc có đấy cùi vậy. Ra 57 á, từ từ ra tí anh em à. Ui, lên quá rồi. Vô một khúc luôn á chứ. Nó vô một khúc luôn á chứ. Người lạ luôn rồi. Sút
xui dữ vậy trời. Tôi thấy này cộng 8 chứ. Rồi Shizuke. À đâu phải. Hu. Zidane. Ôi giời, đéo lửa luôn mà em lửa là Garnacho, Garnacho, Argentina là đẹp luôn á chứ. Đẻ này lỏ quá anh em ơi. Cho nên lầu không vậy? Ê, Ram. Rồi. Oh my god. Oh my god. Uầy, nó là đại tiệc đấy anh em, mà nó là đại tiệc đấy. Đéo đùa đâu. Mà xả xui mới được. Bali. Uầy, mẹ ra Zidane thì sao? Bú luôn cái chứ. Cái địt. Địt comment là ông này. Vãi lồn thật. Quỷ ma thật. Kudis. Tệp mà một mình tệp đội tiếng Pháp chỉ có ông này đá thôi à? Hay sao? À, bóp 3 ly mệt rồi nhờ. Uầy, thấy tôi có con bóp 3 là hiếm vết đấy chứ. Nhờ. Ơ. Thế thì tôi đạp không chính. Ê, bữa nào mình đập cộng bóc 3 cộng 9 đi. Tự nhiên cái mở thẻ này làm đéo gì nhờ. Trời ơi, anh Sơn Tùng. Tay rồi. Tay rồi. Ôi. Ôi. Mbappé à. Yeah.
À, BR đúp á. Mẹ. Hey. Cùi thế. Tại sao tôi lại chơi sự kiện chờ? Hình như mình nạp tiền của mình vô mà anh xui hơn hay sao á anh em ơi. Đừng cần anh, xin người. Con pháp. Trời. Sao phải là FT? Kéo đi cùi lắm. Đây rồi. Ừ. Hà Lan mà ST là ai ta? Van Nistelrooy à? Oh, Robin Van Persie. Ha. Min. Min. Đúng mà chỉ định luôn ấy mà. Tôi chỉ mong cái gói cái LN ra Torres thôi anh em à. Pháp ST là ai nhờ? Ui giời ơi, ông này đá mà đá bài World Cup này. Cùi thật ấy. Thôi được rồi. Hết rồi. Đã đến lúc rồi. Hết rồi đúng không anh em? Còn phải có gì nữa không nhờ? Hết thật sự rồi. Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Đéo, đẹp mà phải lọc. Không lọc chết đấy. Không lọc chết thật đấy anh em ạ. Phải lọc á. Uầy, có khi nào ra em 3B không ta? Hakimi cũng được. Cờ Maroc. Cờ Maroc. Please. Please. Hakimi. Cờ Đức. CDM. Mà Đức CDM là ai vậy? Oh. Oh. Tắt đây. Thôi ngon, thôi ngon anh em ơi. Thằng này không có trái gì sử dụng. Phơi ngon, phơi ngon. Cái này trước đi. Lần nào để cuối đi. Mày chó. Good. Uầy, ra Rudiger nên mà đạp cộng 9 luôn không? Siêu content luôn á chứ. Mà đạp được lên công chính là phải lâu đấy. À, đừng ra cái gì của Chelsea hết. Tàu chung menu cũng ngon nè. Ui, tàu chung menu mùa này ngon ấy nhờ. Vinicius cũng ngon nha. Chắc chắn là Vinicius rồi. Nunes cũng ngon nha. Darwin Nunez. Rồi. Eriksen con mẹ nó rồi. Đúng đời thật chứ. Rồi, quả này mà ra Van der Sar thì thôi. Một ngày biếu thì full luôn đấy. Đừng, 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 đừng. Tây Ban Nha. Ôi! Torres! Torres!
Thì mẹ ba tôi cũng đéo biết ông trai Euro là ông nào luôn mà. Nếu sao thề ông hết đá rồi cho ông được có ra thẻ nó ra được. Ờ nhưng mà hơi khác người rồi em ạ. Thôi đã lúc rồi. Không, không dùng ông được đâu. Kiểu cầu thủ nào mình biết biết một xíu cơ, mình đá nó mới có hứng anh em không. Ủa không ai bay có vậy. Đặt là có, đặt là có. Từ từ, ướm cái xe thử, ướm thử coi như thế nào nha. Mua cộng 2 tốn 100 tỷ đó. Nhưng mà mình không sao không nâng Bellingham trước. Thí dụ nhá, mình lên Bellingham rồi cộng 5 đúng không? Thì mình có con Arsenal 4 với Bellingham cộng 5. Rồi bây giờ mình lấy cái phôi này mình đập Arsenal 4 là nó xì rồi phát là mẹ Bellingham cộng 1 là Arsenal cộng 1 đấy. Mẹ mày nó hao tốn tài nguyên dữ vậy ta. Hơi bị quá đáng lắm. Ừ, như thế này là được rồi. I think so. Phí thế sẽ bam thôi á. Lên không phí. Không. Đéo cần ba vạch đâu đéo à. Ông bộ bà ngoại tôi mới chỉ tôi cái bí kíp rồi. Như thế này đủ lên rồi. Tuyệt vời quá Ben ơi. Vâng, Bellingham. Một con hàng khá là tốn kém. Không phí anh em ơi, không phí anh em ơi. Mua dùng là không bao giờ phí hết. Không, mấy sen rồi mới rớt đấy. Nay tôi có cảm giác là tôi không đập thẻ lên được đâu. Trời ơi, mà mấy hông này đập biết khi nào mới lên. Ui, tính ra thầy hơn như thế nhé. Sau này kiểu mời thầy qua mở hòn hộ. Chắc chắn là bữa đó là bội thua rồi nè. Đéo lên được là như thế nào mà sao anh độ đập dễ lắm mà. À mà anh độ là tôi đập mà, nhưng mà sắp ạc anh độ đập dễ lắm mà. Mày chó là bạn không phải tôi.
116 luôn vậy. Như này sao? Mẹ anh chơi ô bên em nhỉ? Please. Please. Hơi liều đấy, hơi liều đấy. Ủa nhưng mà con Rory này bán hay là để đập nhờ? Bán á. Bây giờ bán nha, bây giờ bán con 116 này mà mình mua phôi được 118, 119 là ngon ấy chứ. Đúng không? Ờ cũng ngang giá phôi nha, 117. Ờ cũng đúng. Du gài đúng. Trăm mười chín luôn à? Để con mẹ mồi mồi tí không nhờ? Mà hồi hộp thế nhờ? Không gì phải sợ hết. Nhùng là dây trùng, dây xâm nhập lắm, làm đéo được, không gì phải sợ hết. Cổ máy nghiền phôi. Do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah. Oh my god, thôi. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Tôi là Onip. À không, tôi là Ben. Bạn thân thầy Onip. Hôm nay tôi sẽ đặt cô này lên cộng 5. Mẹ đéo chưa thân à. Tôi tới đây chỉ một mục đích thôi. Không khó nha. À, không hề khó. Tôi là ai á? Tôi là Thánh GK.
50-50 đó. Chưa tới 50 đó. Làm lộn gì làm mẹ. À, giống cút quá ta. À, hồi hộp quá. Bấm đi. Cảm thấy như Phạm Nhật Vượng, cảm thấy như Phạm Nhật Vượng. Em xin màn hình anh ơi. Hả? Đọc cái gì đây? Đọc cái gì cho xem với. Anh đập rồi. Chưa. Anh đập rồi, lên rồi. Lên rồi á? Ừ. SCA cộng 5. Ui, mày phải đắt thế. Bà nút của bà đắt đủ. Bà đắt đeo em mua em ơi. Đăng ký lại mà. 116. Ui dồi ôi. Min cái lồn à, đi con. Theo làm cái gì? Quỷ thế đi. Quỷ về đập vệ cộng 6 đi cho rồi. Đúng 116 2.000 tỷ. Bán con khác. Bán thêm một con nữa. Là đủ ấy. Bán con trung vệ đi để thay Varane vào là đây. Vidal chín. Theo Siva, theo Siva, theo Siva, theo ở lộc nhà theo. Ở đúng rồi, theo Siva, theo Siva nhưng mà cũng có đủ đâu. Tận 7.000 mấy cơ mà. Anh nhìn lại đi. Em nghĩ là bán Siva cặp đôi Rudiger Varane là vô địch rồi. Ủa, Siva là phải à, trong cái thì đó có hàng đuổi Real đâu. Nhưng mà có hàng nào đắp vô đâu thì đắp đỡ. Để con so được hình bán chứ. Bán nó đi, bán nó đi để thay con ơi vào. Theo theo Siva con nào ngon hơn vậy? Sao theo với Siva anh có một con theo ở trong đội hình rồi mà, làm sao thay theo vào được nữa? Không, ý anh là để mà đang tính là Semilan hiểu không? Bây giờ nha anh bán theo đi. Anh bán theo đi thì đội hình nhưng mà anh dùng theo thường một kia ở Real. Anh giữ con theo lại thì về sau nếu mà có lên lương thì con thay con theo LL vào được. Ở đội hình Real, hợp lý chưa? Ừ. Con Simba thì anh không thể lắp cả hai đội hình được. Thôi là hình cậu bên nó mới trên hình tôi vậy. Với cả mùa cáp em nói thật với anh thì con Simba mùa cáp thì mua lúc nào chả được. Theo giờ hiếm á hả? Bán cứ theo Thiago Silva đi. Tin em. Nhưng mà anh thích theo lắm. Hả? Lòng anh nhưng mà anh thích Silva lắm. Thế thôi bán con khác, không bán hai con đấy nữa. Bán Vieira đi. À không được, con Vieira quan trọng đấy. Đi đà Pogba. Pogba kìa. Mày điên à? Lại điên. Mày đốc ba. Thằng này nó bị cấm đá thôi anh ơi. Điên à, nhưng mà nó không cấm. Ngó đi. Được. Nó doping vãi cả bìu. Đá gì? Thôi để với anh còn trung vệ 119 chỉ số này mua đầy mua cáp luôn. Ngoài đường đầy. Đúng. Đổi đi. Cút mẹ em đi. 16.000 tỷ Rudiger đã cặp với con Thiago Silva 800 tỷ xem có chấp nhận được không? Bao? Bán.
Vì đai cộng 10 đó thôi thì mà đừng áo ước nữa. Ủa đủ rồi. Đủ không? Đủ luôn. Vừa khít rồi. Ừ. Như nó 7.400 mà. Ừ, từ à? Thì như thế. Ủa đi con. Đi. Hello. Nhiều quá thằng tỷ. À... Trả giá đi, trả giá đi anh. 7.100 luôn. Đúng rồi. Bán đi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cách để có 300 tỷ này. Ui dễ em ơi. Mở phôi. Ừ bán lúc có đủ. Bán tiếp á. Thằng bán rồi. À hình như còn Torres hay sao ý. Torres 100 tỷ đấy. Nhưng mà Torres đạp cổng sao? Thì đập đi, đập xịt đi. Ui lửa luôn mày. Pháp cam. Ui Zidane, Zidane 50 tỷ. Ui Zidane à. Zidane, Zidane cao nhất đấy. Ê, hay là mình dùng Zidane này cổng 8 đi. À, cổng 5 thôi. Cổng 6 đi. Cổng 622 chỉ số. Ừ, cổng 6 được đấy. Ủa thằng Dev nó giữ con Cruz này làm gì ta? Ê, con này ngon nha. Tu ta phi vu khắp thủ đô. Benzema. Benzema cùi lắm, không thích Benzema. Nó mua về đập à? Ờ, à, được. Để biết thì còn đám. Ủa mình đang tìm cách để mua Varane mà lại mua đập con này rồi. Còn